Như em thì ít. Có. Thỉnh thoảng ạ. Có. Mình không, chưa đến lần nào. Thế thì gọi phim mà các bạn từng yêu thích được gì? Phim hài. Nhiều á. Hài hước, viễn tưởng, hành động. Phim ma. Mình thích phim hoạt hình. Phẫu thuật và hài hước. Việt Nam thì hồi lớp 8 thì thấy xem thôi, sau này thấy chán quá, lớn nữa không bỏ tiền để xem nữa. Việt Nam thì mình chỉ xem phim hài thôi. Có. Tính phim ạ. Có, mình hay xem phim Việt Nam. Thưa em, anh mời em xem một vài trích đoạn phim của Việt Nam. Nó là phim già, kể là việc mới và cái phim chuyển nhựa ngày xưa đó. Ok. Phim hay. Hồn hồn thốn. Dự là hồn. Ủa ơi. Phim Việt Nam đấy hả? Nhập mắt nào. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Sao nhạc nó cứ kinh kiểu nhạc kinh dị ấy? Hơi lâu ấy. Sao lâu thế? Trời ơi. Đoạn này kêu cảm động vãi. Đem tổng hợp các cảnh quay. Người ta đang kêu cảm động mà sao em cứ cười vậy nhở? Ôi. Hóa thân bằng nhân vật đi chứ. Thế em cũng ra rạp rồi. Thì chắc 20 cộng. Ồ. Vai trưởng. Hết rồi. Phim hài hay. 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 Các bạn đã từng xem kịch phim chưa? Chưa. Chưa. Của Việt Nam, nhưng Việt Nam nó không hở nhiều như này. Cũng có cảnh nóng nhưng mà nó chưa lộ thế này. Đúng duy nhất phim Bi Đừng Sợ Là Em Ra Rạp xem thì có thấy cảnh đấy. Của Việt Nam thì em chưa, nhưng mà của GAV em xem nhiều. Mình chưa xem phim nào thế này hết. Các bạn cảm thấy thế nào khi xem cái phim như này? Hơi nóng mặt một tí, kiểu không quen á. Xấu hổ ạ. Xem thấy nóng hết cả người. Nó không kích thích. Đúng sở trường của em thì em rất thích. Thích. Mình thấy không gì phản cảm cả. Thể hiện tình yêu thôi. Thật ra là xem một mình thì cũng không sao đâu ạ. Nhưng mà nếu mà ra rạp đông người như thế nó hơi bị kỳ một tí. Câu view. Nếu như mà chỉ nhìn nguyên cảnh nóng mà không xem cả nội dung thì em nghĩ đầu tiên đó là quay về câu view ạ. PR, quảng cáo hoặc thu hút khách xem nhiều hơn. Tại vì khi mà nói đến sách hoặc 18 cộng thì hầu như đã đập vào mắt người ta một cái gì rất tò mò rồi về giới tính. Cũng không hẳn, nếu như mà nó là một tình tiết liên quan đến nội dung của phim đấy thì mình nghĩ là nó cần có trong một bộ phim đấy. Họ muốn lột tả được cái tâm lý của nhân vật hoặc là họ truyền tải được cái ý nghĩa gì đấy. Đại số khán giả thì chắc là sẽ không thể hiểu được cái ý đồ của tác giả, của đạo diễn. Cảnh nóng sẽ không được vượt quá 5 giây trong bộ phim. Thì theo bạn thì quy định như vậy nó có hợp lý không? 5 giây là quá đủ. Cũng còn tùy, nhưng mà 5 giây thì có vẻ hơi ngắn. Mình thấy là hiệu quả. Tại vì 5 giây thì hôn nhau cái xong đến sáng ngay mà. Nhiều người thì vẫn kiểu coi cái thuần phong mỹ tục Việt Nam đặt lên đầu, cho nên là họ nghĩ là hợp lý thôi. Nhưng mà em thấy cảnh nóng 5 giây hay là 10 giây nó chả ảnh hưởng gì cả. Nó đã là kiểu nghệ thuật và nó đã đẹp rồi thì kể cả có quá 5 giây thì nó vẫn đẹp thôi ạ. Còn nếu nó đã phản cảm thì 5 giây người ta cũng cảm nhận được, người ta cũng cảm thấy không có thiện cảm đấy ạ. Mình nghĩ là có.
nếu như mà nó kiểu phục vụ hợp lý cho cái nội dung của phim thì không có vấn đề gì. Mình nghĩ là nên, vì thực ra cái này thấy chả có gì. Tức là nó sẽ phân loại phim ấy, cấm trẻ em và không cấm trẻ em, thì mình nghĩ là nếu mà bộ phim cần cảnh như thế thì mình nghĩ là không nên cấm. Nghĩ là nên dần dần, chứ không phải là ụp một phát vào những cái cảnh như thế này, thì nó sẽ có thể thay đổi được cái kiểu tâm lý của người xem, nó không kiểu thoáng hơn một chút. Đấy. Hoặc là đối với những cái người trẻ như bây giờ thì họ kiểu có thể là họ tò mò, nhưng mà có thể là họ cũng sẽ ủng hộ phim Việt hơn chẳng hạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhấn nút đăng ký để ủng hộ Trắng nhé. Tạm biệt các bạn. Ca sĩ Tuấn Tú, nhạc sôi động chứ. Giờ đang nhạc đàn xem. Nghe nói cả màu xa lắm.